Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để rút coin từ cái ví chớp sang cái sàn Binance. Quý vị ai chưa biết tạo cái ví chớp wallet thì quý vị có thể tìm kiếm những cái video trước mà KTV đã chia sẻ. Thì đây là cái ví chớp mà KTV đang sử dụng. Quý vị phải có BLB ở cái ví này để làm phí giao dịch. Rồi, bây giờ quý vị hãy vào cái sàn Binance của quý vị và quý vị đăng nhập bằng cái tài khoản của quý vị trên cái sàn Binance. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo đường link phía dưới để ủng hộ KTV. KTV xin cảm ơn. Rồi, thì quý vị đăng nhập vào, quý vị chọn ví này. Quý vị chọn vào nạp này. Rồi, ở cái ô tìm kiếm này, quý vị hãy đánh cái mã token mà quý vị muốn rút từ cái ví chớp về đây. Ví dụ ở đây KTV sẽ rút USDT từ cái ví chớp sang cái sàn Binance này. Thì KTV sẽ để là USDT. Ok chưa? Thì quý vị để ý này, ở đây có rất nhiều các chain như ERC này, BEP2, BEP20 và TRC. Thì KTV sẽ chọn cái mạng lưới là BEP20 BSC này. Ok chưa? Rồi bây giờ KTV sẽ copy cái địa chỉ này. Rồi đã copy này. Bây giờ quý vị hãy trở lại cái ví chớp này. Quý vị cũng tìm đến cái USDT đây này. Đó, USDT. Đây quý vị để ý này, là cái mạng lưới BEP20 đây này. Đây ví dụ này, KTV sẽ rút 22,49 cái USDT này lên cái sàn Binance. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào gửi này. Gửi. Quý vị hãy dán cái địa chỉ nhận vào cái ô địa chỉ người nhận. Rồi cái ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái số lượng. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn là tối đa đi. Ok chưa? Rồi quý vị chọn vào tiếp theo đi. Rồi quý vị chọn gửi này. Ok, quý vị có thể chờ từ 10 đến 20 giây. Bây giờ trở lại được với cái sàn Binance. Đây, thì quý vị chờ. Chờ USDT nó sẽ từ cái ví chớp sang cái sàn Binance của quý vị. Và quý vị lưu ý, quý vị chọn cái network nào thì quý vị chọn đúng cái network đó. Quý vị mà nhầm với cái network ERC20 là quý vị sẽ bị mất coin. Ok chưa? Đó thì cái ví chớp nó báo đã gửi thành công rồi kìa. Quý vị chờ bên cái sàn Binance này. USDT nó sẽ về cái ví của về cái sàn của quý vị. Rồi trong khi chờ đợi quý vị có thể vào cái ví để lấy địa chỉ kiểm tra này. Quý vị có thể chọn vào nhận này. Quý vị hãy sao chép cái địa chỉ này và quý vị hãy vào một cái địa chỉ là bscscan.com. quý vị hãy dán cái địa chỉ vào đây để kiểm tra cái trạng thái giao dịch này. Đây, cái giao dịch gần nhất. Đây, quý vị hãy bấm vào cái mã TXNH này. Ok chưa? Đây, trạng thái giao dịch đã thành công rồi đây này. Đó. Ok. Và cái phí giao dịch đây này. Cái này là quý vị cũng cần quan tâm này. Phí giao dịch. Phí giao dịch gửi ở đây là 0.1 đô. Đó, tương đương với 0.00018069 BNB. Đó thì phí nó cũng rẻ thôi. Rồi bây giờ trở lại với cái sàn Binance. KTV sẽ cùng quý vị kiểm tra xem là USDT nó đã về đến sàn chưa. Đó, quý vị thấy chưa? USDT nó đã về đến sàn rồi đây này. Rồi, và khi có USDT ở đây rồi, quý vị có thể đặt lệnh mua bán hoặc quý vị có thể
vào giao dịch PIP để bán ra cái Việt Nam đồng. Ok, rồi. Và quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo đường link để ủng hộ KTV. KTV xin cảm ơn. KTV xin kết thúc video tại đây.